Xin chào mọi người. Thì tiếp theo á, cái series về gọi là mình mô phỏng và kiểm tra trên bao miêu á, thì còn một cái mà mình muốn mọi người cực kỳ chú ý. Đó chính là cái cách mà mình dựng cái holder ở trong bao miêu. Tại sao lại như vậy? Tại vì á, như khi mà mình mô phỏng về dao trên máy á, thì mình sẽ có cái đầu của cái spindle ở vị trí này, và từ vị trí này trở xuống sẽ bắt đầu là holder, rồi sau đó mới cái cán dao, rồi sau mới tới là cái phần lưỡi cắt của con dao. Thì thường á, với cái holder mà mình có thì nó sẽ có thêm cái phần đuôi chuột với chuẩn BT, hoặc là HSK thì sẽ có một cái phần côn ngắn thôi. Thì nếu mình vẽ luôn cái phần côn và cái phần đuôi chuột có vào nữa thì nó sẽ không đúng khi mô phỏng. Tại vì khi mình gắn vào á, thì cái phần á, ngay cái mép, cái phần á, tất cả đuôi chuột và phần côn á, của cái holder nó đều ẩn nằm ở bên trong cái spindle hết rồi. Nên trong cái clip này mình sẽ chú ý mọi người về cái cách dựng holder một tí. Thì khi nhìn vào trong cái giao diện của bao miêu ở đây, như mình thấy nè, thì mọi người thấy đây là một cái chuẩn BT, nên khi mà mình gắn lên đây á, thì cái phần mép này nè nó sẽ nằm đúng cái phần mép của cái spindle. Thì để được như vậy á, thì khi mà bây giờ khi mình vẽ holder á, đây mình sẽ ẩn cái machine tool này. Đó, mọi người thấy từ cái mép chỗ này lên hoàn toàn không có một đối tượng nào cả. Mình sẽ không vẽ cái phần côn định vị, cũng như mình không vẽ cái phần côn và đuôi chuột nếu với chuẩn BT. Thì mình sẽ có một cái ví dụ là ở đây, mình nếu mà trên cái tool này nè, mình vẽ luôn cái phần đuôi chuột hay là phần côn vô đây nữa, và khi mà mình mô phỏng với machine tool á, thì mọi người thấy khi nó gắn vào nó sẽ gắn thêm cái phần này nữa. Thì thành ra cái chiều dài và cái vị trí tương quan giữa khi con dao gắn lên cái spindle và khi mình mô phỏng, nó hoàn toàn nó sai lệch kích thước đi. Và cái việc gọi là mô phỏng, khi mình mô phỏng để mình kiểm soát các va chạm hay là các sai sót có thể xảy ra ngoài thực tế, mà mình không đảm bảo cái yếu tố mà trên gọi là cái yếu tố 3D mà nó khớp với ngoài thực tế á, thì mình sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Nên mọi người nhớ chú ý cái phần đuôi của phần holder nên là phần vai, để khi mình mô phỏng vô, nó chỉ cái phần lồi ra từ holder, nó chỉ là cái phần mà mình mong muốn và đúng với nhất thực tế nha mọi người. Xin chào mọi người nhớ like và subscribe nhé.